Chào mừng các bạn đến với Người Chuyên Lửa Bóng Đá Phong Trào, nơi lưu giữ, chia sẻ, kết nối môn thể thao vua. Phải một tình huống bị thẻ đỏ rất nguy hiểm, một pha dứt điểm làm rung chuyển khung thành của cầu thủ Vọng Đồng. Bá Việt đã đứng chôn chân, một pha phối hợp rất bài bản, vẫn là sự chủ động của các thủ đô ở tuyến giữa. Rất nguy hiểm, bóng lại tìm tới cột dọc, cái chân trái từ Vĩnh Kỳ. Chưa thể có bàn thứ 5 cho cầu thủ của Thủy Lôi. Là thành quả của lứa 2K6, 2K7 đã từng đạt được. Rất nguy hiểm. Pha dứt điểm đến từ Thủy Lôi vẫn đang thiếu đi một sự chuẩn xác và một chút may mắn nữa. Hải Đăng là người đưa ra tình huống dứt điểm rất nhanh. Thủy Lôi và Vọng Đồng, chúng ta sẽ cùng đến với cuộc chiến của Quan Độ. Đây là cơ hội, chân trái vẫn rất thiếu chính xác. Pha xin bóng có phần hơi cầu toàn và chưa sự tốt đến từ Quốc Huy. Vẫn còn nhiều khoảng trống để Quốc Huy tự tin hơn trong những năm qua. Hiện tại của đội bóng mình rất nguy hiểm. Trước đó tiếp tục là một đường truyền dài mang rất nhiều ý đồ. Rất nguy hiểm. Hoan hô thủ thành Bá Việt. Người dứt điểm chính là Vĩnh Kỳ. Ơi, không vào. Phản công. Vĩnh Kỳ chân phải ngay. Không có một sai lầm nào, bàn thắng thứ 5 đến từ Vĩnh Kỳ. Và phối hợp 1-2 giữa Quốc Huy và Vĩnh Kỳ. Một tình huống chuyền bóng đá biên trước đó của Vĩnh Kỳ và sau đó xuất hiện như từ rất chui lên. Rất nguy hiểm. Tu Tâm đã không thể chạm bóng để dứt điểm. Và phối hợp bộ ba tam giác đến từ Quốc Huy, Vĩnh Kỳ và Tu Tâm. Điểm chuyền đối đầu với Quan Độ, sút xa. Bóng chưa đủ khó để đánh bại được Vĩnh Kỳ. Bóng lại tiến tới xà ngang. Lại là Vĩnh Kỳ. Rất nguy hiểm. Quốc Huy. Rất nguy hiểm. Phạt góc. Vĩnh Kỳ. Rất nguy hiểm. Một tình huống xuất hiện đến từ trung vệ của Thủy Lôi. Tuy nhiên đó là pha dứt điểm hụt bóng. Rất nguy hiểm. Đối mặt không vào.
của cuộc hành trình nào thì cũng có điểm kết. Quá nguy hiểm, và đó là một siêu phẩm đến từ Vinh Kỳ. Bàn thắng thứ 6 của cầu thủ người Thủy Lôi. Một siêu phẩm. Tất cả các cầu thủ trên sân đã đứng nhìn siêu phẩm vừa rồi. Không ai có một động tác nào cả. Vĩnh Kỳ chính là ngôi sao sáng và điểm khác biệt trong trận đấu ngày hôm nay. Không thể tin nổi. Bình luận chuyên sâu các giải đấu bóng đá phong trào. Phân tích soi kèo các trận đấu đỉnh cao mỗi tuần. Tổng hợp tin tức chuyển động bóng đá khu vực. Chúng tôi là người chuyên lửa bóng đá phong trào, bình luận viên Nguyễn Anh Hùng.